xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình tin tức của Sao. Và cũng không quên chúc cho các bạn cùng với gia đình có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây, xin mời các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi. Jennie bị đối xử không công bằng tại sự kiện quảng bá Galaxy A71. Fan Blackpink đã vô cùng bức xúc, cho rằng Samsung Indonesia đã cố tình đối xử bất công với Jennie ở sự kiện Awesome Live. Tuy nhiên, thực tế như thế nào vẫn đang là dấu chấm hỏi. Cộng đồng fan của Blackpink, cụ thể là người hâm mộ của Jennie, vừa đồng loạt phẫn nộ, tố cáo sự phân biệt đối xử của ban tổ chức sự kiện Awesome Live với cô nàng. Cụ thể, tại buổi live stream quảng bá sản phẩm Galaxy A71, hợp tác giữa Samsung và nhóm nhạc, Jennie đã nhận phải lời bình luận khiếm nhã từ Artifan cùng với sự thờ ơ của MC. Do đó, người hâm mộ đã vô cùng bức xúc trước những gì mà thần tượng của họ phải hứng chịu. Sự việc đi đến cao trào khi kế hoạch tặng bánh kem và bài hát chúc mừng sinh nhật Jennie 16 tháng 1 được fan chuẩn bị trước bất ngờ bị loại bỏ khỏi buổi live stream. Điều này càng khiến người hâm mộ của Blackpink dồn hết sự phẫn nộ lên phía Samsung. Nhiều người quá khích còn đập nát chiếc điện thoại Samsung để kêu gọi tẩy chay hàng. Tuy nhiên, đến hiện tại Samsung lẫn Blackpink vẫn chưa có phản hồi chính thức. Trong khi đó, một tài khoản fanpin tại Indonesia đã cho biết lý do khiến việc sinh nhật của Jennie trên livestream bị cắt bỏ là do phía quản lý EZ không chấp nhận những dự định này của Samsung Indonesia. Chưa rõ thực hư thế nào, nhưng nếu đây là một sự hiểu lầm thì nó đã vô tình gây ra những thiệt hại không đáng có cho cả Samsung và Blackpink.